Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Ngay sau đây sẽ là những tin tức không thể bỏ qua. Thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Ngô Đức Vượng và nhiều đảng viên khác do liên quan đến các sai phạm tại Thuận An, Phúc Sơn. Trong các ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 48 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, sau khi xem xét kết quả kiểm tra, khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện gói thầu số 26 thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện. Ngoài ra, một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ năm 2020-2025, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021 đến 2026 và các ông Chẩu Văn Lâm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Viết Cương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang, nguyên Bí thư Chi bộ, Ban Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, cách chức tất cả chức vụ trong Đảng với ông Trần Viết Cương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kỷ luật cảnh cáo chi bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ năm 2020-2025 và ông Hà Văn Sáng, chi ủy viên, phó giám đốc Ban Quản lý, khiển trách Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang các nhiệm kỳ năm 2016-2021, 2021-2026 và ông Hà Quốc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ năm 2020-2025 và ông Chẩu Văn Lâm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang lãnh đạo chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ năm 2010-2015, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ năm 2011-2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về các ông Ngô Đức Vượng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Doãn Khánh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hoàng Dân Mạc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lưu Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm,
căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ năm 2011-2016. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ năm 2010-2015 và các ông Ngô Đức Vượng, Nguyễn Doãn Khánh, Lưu Quang Huy, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng đoàn và Bí thư Đảng đoàn. Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong xây dựng, ban hành, thực hiện các quy chế, quy định, công tác tổ chức, cán bộ, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, quản lý, sử dụng đất, tài chính, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư. Trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam các nhiệm kỳ năm 2015-2020, 2016-2021 và các ông Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch, Hoàng Quang Phòng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, các ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Võ Tân Thành, Bùi Trung Nghĩa và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, lãng phí tiền, tài sản nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, lãnh đạo chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Việt Nam bất bình, phản đối cách hành xử thô bạo với ngư dân tại Hoàng Sa. Tối ngày 2 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả lời câu hỏi của phóng viên Vietnamnet liên quan đến việc lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc trấn áp, đánh bị thương, tịch thu tài sản của ngư dân Việt Nam thuộc tàu cá QNG-95739TS, tỉnh Quảng Ngãi, trong khi đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 29 tháng 9. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, hành động nêu trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, đi ngược nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về kiểm soát và quản lý tốt hơn tranh chấp trên biển. Việt Nam hết sức quan ngại, bất bình và kiên quyết phản đối cách hành xử thô bạo của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đối với ngư dân và tàu cá Việt Nam đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, gây thương tích, đe dọa đến tính mạng và gây thiệt hại về tài sản của ngư dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp nghiêm khắc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, mạnh mẽ phản đối hành động nói trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, khẩn trương điều tra và thông báo kết quả cho phía Việt Nam, không tái diễn các hành động tương tự. Tàu chúng tôi đã đi đến bắt ở ngư trường Hoàng Sa. Thì bác cũng mười mấy hôm rồi, đúng ngày 29 tháng 9 đó, tầm khoảng 10 giờ đó, thì nó lên gần 40 người, cầm mỗi người là mỗi cây tiếp nóc hết, cây bô to hết. Thì chúng tôi vừa chạy lên thì chúng bún từ đằng sau bún tới, nói chung gặp đâu chúng bún đó. Cái đó là nó nhắm vô tôi là thuyền trưởng, nó lên nó hai thằng nó bún vô lưng tôi, bờ vơ tôi rồi tôi bất tỉnh. Thì trong cái bất tỉnh đó thì nó quấn mấy anh em kia là một anh em là gãi, một anh thì gãi tay là nó là Quỳnh Chiến Công đó, còn hai anh em là bị thương vùng tay với vùng lưng, còn em thì lúc đó tôi bất tỉnh rồi. Sau này là sự việc đó là anh em nó kể là tôi tỉnh dậy là anh em nó kể là lúc 1 giờ mấy là tàu nó mới thả, thì trong cái đó thì tôi bất tỉnh rồi, nó dầu anh em hết tất cả là đợt trước rồi quỳ xuống rồi nó lấy tăng bọt nó che lại lắp hết, nó không có cho nhìn một cái người nào hết. Thì còn một số anh em thì xin nó đầu tiên là xin để đưa tôi vô cabin trong để hô hấp, nhưng mà tụi lính nó không cho. Sau này thấy tôi bất tỉnh lâu quá, nó cho nó mới cho mấy anh em là đưa tôi vô trong cabin để hô hấp. Bên thuyền trưởng chạy tới ấy, là vừa tới gần tới mũi ấy,
là nó quýnh biên, có đồng viên nằm xỉu xuống, có em ngồi nó chụp trước mũi đó, à, nó đập đập em cái duyên nó lên đỡ, à, là đúng lại là bị hơi cái với một cái một cái bước rồi ai nữa, là lúc đó là sang là nó gục em gục là sao được gục là chấp đầu lúc không nó quýnh là nó chửi lúc đó ngơ lộn mình đâu có lên đâu mình phủ qua tay là nó quýnh, là nó quýnh còn không biết là quýnh ơ luôn, mà xong là có một người kêu là anh điền xỉu rồi, sau đó là em mới xin quỳ em lặng xin liệt kim thiền trưởng là sau. Cái tay bây giờ nếu mà bớt rồi thì bên đây cũng đi lại vì vùng biển của mình có đi tiếp chứ không có sợ.